Hello, xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của NHT Rulo anh em ơi. Chúc anh em có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ anh em nha. Hôm nay thì mình lại lâu lắm rồi nha anh em, lâu lắm rồi mình mới vào ắc chính của mình anh em ơi. Trở lại về thăm C3 anh em ạ. Lâu lắm rồi mới về C3 thì mình thử đi tìm một cái chén anh em ơi, triệu hồi Jupinda cho anh em xem. Và tiền thì hướng dẫn nào cho anh em nào chưa biết cách triệu hồi Jupinda luôn. Ô toang đi, mẹ cái thằng nào đây? Mẹ đang đứng cầm cái chén với nhặt cái chén vừa cầm lên, cái thằng nào giật đánh lén luôn anh em ơi, chạy thôi anh em. Chạy cái đại anh em nhá, bây giờ chạy cái đại anh em ơi, bây giờ đứng lại nó vả chết anh em ạ. Vì nó đánh gần hết máu rồi. Bây giờ mà không có chén mình quay là mình đập chết nó luôn. Ôi đình mày cái độc phòng anh em ơi. Suýt chết này anh em. Mà nó may của anh em ơi. Tốn tiền là chuồn đi thôi anh em ơi. Một tí nữa thôi còn chấm máu anh em ạ. Còn chấm máu là thôi thì mất cục luôn. Mai số còn hên anh em ơi. Rồi bây giờ mình phải chạy đã anh em ạ, chạy không nó đánh chết mất cục luôn nhá. Rồi thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em nào chịu biết cách triệu hồi Jupinda luôn. Thì để triệu được Jupinda và lấy cái mũ Valerie cùng với cái kiếm Zorumini thì anh em phải kiếm cho mình được cái cúp. Và cúp kiếm như thế nào thì rất đơn giản anh em ạ, anh em chỉ đi nhặt dương ở trong server đấy. Anh em căn đâu đó khoảng tầm 2 tiếng anh em đi nhặt nha anh em. Anh em vào một server cái, nếu anh em có server VIP thì vào khoảng tầm 2 tiếng anh em đi nhặt thì sẽ ra cái dương, sẽ ra cái cục cho anh em. Còn anh em ở server thường thì anh em cũng đi nhặt cục đấy anh em nhá, tại vì server thường thì không biết nó hoạt động từ lúc nào. Anh em cứ đi nhặt dương rồi anh em đi đánh với con Elite đấy thì nó có tỷ lệ rơi ra cái cục cho anh em. Và sau khi có cục rồi thì mình sẽ bay cho anh em tiếp. Rồi, đến đây chắc là an toàn rồi anh em ạ. Bây giờ dừng lại mình xem thằng kia đuổi theo được không. Ok. Cảm thấy được an toàn rồi anh em nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi triệu hồi Jupinda. Và để triệu hồi được Jupinda thì anh em phải có 3 màu hoa kỳ, màu trắng, màu đỏ và màu hồng. Rồi bây giờ sau khi có những cái đó rồi thì mình đi triệu hồi Jupinda thôi anh em. Nếu anh em nào không có màu hoa kỳ trắng, hồng và màu đỏ thì anh em phải nhờ bạn bè, anh em nào có anh em mở hồ cho. Bây giờ trước khi đánh Jupinda mình chuyển qua trận phật đánh cho gì anh em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ về mở các màu hoa kỳ và triệu hồi Jupinda anh em nhé. Anh em không nhất thiết phải có đủ 3 màu hoa kỳ, anh em nào không có thì có thể nhờ bạn bè hoặc người nào có mở hộ. Còn bây giờ mình đã có 3 màu hoa kỳ rồi, mình tầng mở luôn cũng được anh em nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở màu đỏ trước. Mình sẽ chọn màu đỏ này anh em, bật màu đỏ lên. Rồi màu đỏ lên rồi này anh em. Yes, ok, mình đã chuyển hoa kỳ thành màu đỏ rồi. Bây giờ mình sẽ đi mở chuột màu đỏ đầu tiên này anh em. Mình về pháo đài hải quân này anh em. Về pháo đài quân và tìm đến cái chuột màu đỏ của Haki. Rồi mình sẽ chỉ vị trí luôn cho anh em. Đi ra cái, đi qua đây rẽ trái cái này anh em. Rồi đây là vị trí chuột Haki màu đỏ anh em nhá, anh em bật nó lên. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đi đổi thành Haki màu hồng và bật tiếp Haki màu hồng lên. Anh em bật màu nào trước cũng được anh em nhá, không nhất thiết phải bật màu đỏ trước anh em. Anh em bật màu nào trước cũng được, vì là bật đủ cả 3 màu lên thì ok. Rồi tiếp theo mình sẽ đi đổi thành màu hồng này anh em. Và anh em đang xem kênh của mình, nếu thấy hay thì nhớ để lại cho mình một lượt like và lượt subscribe kênh anh em. Tiếp tục gặp ông Color Speak Slot này anh em ơi. Và tiếp tục đổi thành màu hồng. Màu hồng đây luôn rồi. Bật nó lên. Đâu rồi, ở đây. Winter Sky này anh em ơi. Đây. Bật màu hồng tím lên, rồi mình sẽ đi bật chuột màu tím lên. Lúc này khá là may mắn anh em ơi, lúc này nếu mình phản ứng không nhanh thì mất cục con mẹ nó luôn rồi. Vừa cầm cái cục lên chưa kịp nói gì với anh em cái bị ra nó đánh lên cái sắp hết máu luôn. Lúc này mà không chạy nhanh cái thì bây giờ không có cục để làm gì đi luôn. Nói chung là chơi ở server thường về bản lĩnh anh em ạ. Chứ chơi ở server thường không bản lĩnh thì dễ chết lắm anh em ơi, toàn là ngòa hổ táng long. Bất kỳ ai cũng có thể giết anh em. Rồi màu hồng thì nó nằm ở trên này, trên cái tòa nhà bên kia anh em. Bay qua kia cho mình. Rồi ở kia là hai cái màu hồng đấy anh em. Anh em bật nó lên cho mình. Rồi xong hai cái màu hồng anh em. Bây giờ mình chỉ còn đi bật hai cái màu trắng nữa là ok. Tiếp tục đi đổi thành hai cái màu trắng anh em. Anh em nào có 3 màu hoa kỳ thì tốt anh em ơi, còn anh em nào chưa có đủ 3 màu hoa kỳ thì anh em sẽ đi tìm thôi anh em. Trước đó thì mình đã làm một video hướng dẫn cho anh em cách mua 3 màu các hoa kỳ huyền thoại rồi. Nếu anh em chưa biết cách thì xem lại video đó anh em nhá. Còn nếu không thì hôm sau mình sẽ làm một lại một video kỹ hơn cho anh em xem. Rồi bây giờ mình sẽ đổi thành màu trắng anh em.
Nói chung mua bao màu Hoa Kỳ này thì cũng rất đơn giản thôi. Anh em nào có tiền thì anh em mua luôn. Còn anh em nào không có tiền thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách săn, cách tìm NPC bán màu Hoa Kỳ huyền thoại anh em nhé. Mình sẽ hướng dẫn ở một video khác anh em. Trước đó mình có hướng dẫn rồi, anh em nào có thể tìm lại video cũ của mình anh em xem. Còn không thì tương lai mình sẽ làm lại một video mới cho anh em nào chưa biết. Rồi màu trắng đâu rồi nhờ? Đấy rồi, quay rồi anh em ơi, bật màu lên nhá. Rồi mình đã chuyển Haki thành màu trắng rồi, bây giờ đi mở chốt cuối cùng này anh em và triệu hồi ra Zipenda. Thì sau khi đánh bại Zipenda thì anh em có cơ hội là rơi ra cái Zozu Mini, hoặc anh em nào chưa mở được cổng dịch chuyển thì nó sẽ mở cổng dịch chuyển cho anh em luôn. Còn chắc chắn thì nó sẽ rơi ra cái mũ Valakazi cho anh em, chắc chắn cái đó là 100% rồi. Rồi màu Haki màu trắng ở bên này, bật chốt nó lên luôn. Rồi đây này anh em. Rồi mình đã bật đầy đủ 3 màu Hoa Kỳ lên rồi anh em ơi. Bây giờ thì cầm cái cúp ra nào anh em. Anh em cầm cái cúp lên tay cho mình. Cầm cái cúp lên nha anh em. Mình đang đánh được server thường cho nên chắc chắn sẽ có nhiều đối tượng vào ăn hôi anh em ơi. Và chắc chắn sẽ có một trận chiến này lừa xảy ra. Rồi anh em cầm cúp lên và đặt trên cái bục này anh em. Anh em thấy cái bục trước mắt mình chưa? Đặt lên đây nhá. Ok, vậy là nó đã triệu hồi được Zipenda rồi anh em ơi. Rất đơn giản anh em ạ. Anh em chỉ cần quan trọng nhất là anh em phải kiếm được cái cúp thôi. Còn triệu hồi thì mình đã hướng dẫn cho anh em là rất là dễ dàng. Cúp team cũng rất là dễ kiếm luôn. Anh em chỉ cần nhặt những cái dương ở trong server đấy anh em. Anh em vào server VIP thì anh em đâu đó khoảng 2 tiếng anh em đi nhặt thì nó sẽ có tỷ lệ ra cho em rất là cao. Còn không thì anh em đi đánh mấy con bot biển đấy, mấy con elector đấy, mấy con anh em làm nhiệm vụ đánh lấy cái Yama anh em. Anh em đánh nó thì nó có tỷ lệ rơi ra cho anh em khoảng đâu đó 2-5% anh em nhá. Nói chung server thường thì anh em cũng kiếm được thôi, nhưng mà nó vất vả hơn. Tại vì cúp này mình cũng đang kiếm ở server thường anh em. Tại vì server thường thì nhiều người săn, nhiều người kiếm cho nên anh em sẽ khó kiếm hơn. Còn không thì anh em kiếm một server VIP thì anh em dễ kiếm hơn. Mà server thường cũng không sao anh em, ai kiếm được người ta triệu hồi thì anh em còn đánh ăn hôi thôi. Rồi. Rất nhiều anh em ăn hôi anh em ạ. Bị ngoài server thường cho nên bị đánh chết rồi anh em ơi. Rất nhiều người đánh anh em ơi. Rồi, bây giờ chắc chắn là mình đã gây đam rồi, mình đã đủ đam để ăn con bot này rồi anh em nhá. Cho nên là mình không còn phải lo. Rất là nhiều người đánh luôn. Trong này nó hỗn loạn lắm anh em ạ. Bây giờ đánh chết khi nào mình cũng không biết luôn ấy. Đánh chết mình khi nào mình chả hiểu lúc nào mình chết luôn. Mất một số bounty rồi anh em ạ. Bây giờ đánh thế này không biết thế nào luôn, đánh hỗn loạn thế này luôn anh em ơi. Thằng nào chết thì thằng nào chết chứ không. Đấy, mình vừa đàn lại được một mảng rồi anh em ơi. Bù lại rồi anh em ạ. Nói chung là không bị lủ anh em nhá. Lúc chưa triệu hồi Zipenda thì chả có móng nào trong server. Bây giờ mình triệu hồi ra cái thì cả bầy nó bù lại luôn. Rồi và mình sẽ nói cho anh em biết là sau khi anh em đánh con Zipenda này thành công thì anh em nào chưa mở được cổng dịch chuyển thì nó sẽ mở cổng dịch chuyển luôn cho anh em. Và anh em nào chưa có cái Zozu Mini thì nó sẽ có tỷ lệ là 2% rơi ra cho anh em nhá. Nhưng mà nó cũng rất là khó rơi. Nhưng cái này thì mình đã có từ lâu rồi, cho nên bây giờ mình chỉ làm đánh chơi cho anh em xem thôi và tiền thể hướng dẫn cho anh em. Còn cái mũ Valakazi thì 100% nó rơi ra anh em nhá. Vậy là mình đã đánh xong con Zipenda rồi anh em ạ. Và nói chung thì mình cảm giác của mình chả có gì khác cả, tại vì mình đánh nó quá nhiều lần rồi. Còn anh em nào lần đầu tiên đánh nó thì là cảm giác nó rất là mới lạ, rất là do mod anh em nhá. Còn mình thì quá là bình thường rồi. Vậy là ở clip này mình đã hướng dẫn luôn cho anh em cách triệu hồi Zipenda rồi và cách kiếm cái cúp cho anh em ơi. Đến đây thì mình cũng xin phép dừng video luôn anh em ạ. Và nếu anh em nào thấy video của mình hay thì nhớ để lại cho mình một lượt like cũng như lượt subscribe kênh anh em, cho mình có thêm động lực để ra nhiều video hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.